con đi học, đi học chưa hả? Chắc em chưa cho nó đi học. Sợ hả? Có người giữ thì đã nhàm được. Thằng nít mà bị sốt cao vậy đó. Mới có mấy tuổi? 3 tuổi à? Tháng 4 trừ là 4 tuổi đi chứ. Dưới 5 tuổi mệt đó. Đợi họ bị hết rồi thả ra. Cái trắng cái sao gì nó dính mà. Thôi kệ cái từ từ. Cái mẫu giáo còn không còn thiết. Với lại không cũng hỏi ý kiến phụ huynh đó chị kìa. Trong cái lớp nó hỏi ý kiến mà thấy nhiều người không đồng ý quá. Cái không luôn à. Dạ. Nhưng mà ngược hả vậy đó, do nhiều người trừ cũng thành cái thói quen rồi, cũng có người giữ rồi. Cái thằng kêu ba mẹ đang bị F0 vì cho con đi học, nhiều người như thế lắm. Ngày cả tháng nữa là sao? Đi học là bữa nay đây đây đầu tiên.